tại sao Minh Phụng Music lại chọn giao đàn vào buổi tối? Đó là vì tụi mình muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhất. Việc giao đàn lúc 20 giờ đêm không chỉ giúp tránh giờ cao điểm giao thông mà còn tạo cơ hội để những bản nhạc du dương trên cái đàn piano xua tan mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Hôm nay mời các bạn đồng hành cùng team trong chuyến bàn giao piano cơ Yamaha U3M đến cho gia đình khách hàng tại Gò Vấp nhé. Sở hữu cái đàn piano mới là một trải nghiệm đặc biệt. Chính vì vậy, dù giao hàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, đội ngũ luôn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với tất cả sự nhiệt tình. Quy trình vận chuyển được thực hiện một cách cẩn thận, từ việc đóng gói kỹ lưỡng bằng nhiều lớp ni lông để chống ẩm đến việc nâng hạ và đưa piano vào nhà một cách an toàn. Quà tặng theo piano cơ tại Minh Phụng Music dành cho bạn sẽ là ghế piano trang bị tăng đơ, khăn phủ phím bằng vải gấm, khăn phủ đàn bằng vải nhung và ống sưởi. Các bạn có thể thấy ống sưởi đang được đổi lắp vào cái đàn cho khách. Tất cả các thành viên trong gia đình anh đều là những người yêu âm nhạc và biết chơi đàn. Bé gái trong video dù đang học cấp 3 nhưng đã thể hiện khả năng chơi đàn cực kỳ giỏi trên cây U3M qua những bản nhạc thánh ca. Trong khi bố và anh trai say mê khám phá vẻ đẹp của cây đàn U3M, các bạn cũng không thể bỏ qua sự xuất hiện của cây đàn điện tử LS01C. Đây là một cây đàn chuyên dùng trong nhà thờ, được người quen của anh khách mua tại Minh Phụng Music và tặng lại cho anh. Giờ đây đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình. Bạn bè và gia đình anh đều luôn tin tưởng sản phẩm của Minh Phụng Music. Đó như là một lời khẳng định mà Minh Phụng Music mong muốn mang đến cho mọi nhà. Sau đây là những thông tin ấn tượng về cây đàn piano U3M. Cây đàn bằng đồng rắn, bố đàn bằng lông cừu, cấu trúc khung sườn với ba trụ thẳng đứng và sau bó bằng gỗ vân sam, khung đàn bằng gang, độ bền cao, bộ máy đàn với khoang âm thanh rộng tạo ra nhiều sắc thái âm thanh. Để sở hữu những cây đàn piano cơ chất lượng đến từ Nhật Bản và châu Âu, quý khách hãy đến với kho đàn 56/7 tầng thứ nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, nằm trong top những kho đàn cơ lớn nhất tại thành phố, để thấy được quy trình làm việc đầy chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên từ lúc nhập hàng, kiểm tra và bảo trì tất cả những dòng đàn piano cơ nhé. Minh Phụng Music, kênh nối đam mê, mang cả thế giới âm nhạc sống động đến với bạn chỉ với một click trên fanpage, YouTube, website, âm thanh tuyệt vời từ những loại nhạc cụ hàng đầu sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.